Hi, xin mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi làm thì gặp một cái trường hợp như thế này các bạn. Khách hàng không biết làm rơi gì đó mà nó rớt cái anten như thế này các bạn. Đó, các bạn. Đứt cái râu luôn, khách hàng nó bị rớt. Tuy nhiên mình cũng đã khắc phục cho khách hàng. Với sự linh động thì mình sẽ dùng một cái modem mà kiểu như người ta bị nợ cước hay gì đó các bạn. Tức là mình sẽ tái sử dụng, mình lấy cái modem đó đổi cho khách hàng này đang sử dụng. Rồi mua đâm thì các bạn thấy anten nó rớt ra ngoài luôn. Trước đây thì không bao giờ mình sửa đụng chạm tới mua đâm này ha. Tức là sẽ gửi về phòng kỹ thuật để thay thế, để sửa chữa, bảo trì, bảo hành gì đó. Hôm nay thì bởi mình cái mua đâm này vẫn còn sử dụng được bạn, nhưng mà nó rớt anten hết rồi nên cái sóng wifi nó rất là yếu. Để mình sẽ cắm điện cho các bạn xem, nó vẫn còn hoạt động được ha. Nó lên đèn hoạt động được bình thường. Mà cái anten này các bạn nó rớt râu ra luôn rồi. Còn cây này thì nó mất luôn cái đầu này, không biết là bị rơi kiểu gì không biết. Tuy nhiên đối với VNPT thì các bạn sử dụng thì các bạn sẽ được thay thế miễn phí các bạn nha, không có mất tiền. Tuy nhiên điều đó mình không khuyến khích là các bạn đập hỏng hay gì đó. Chỉ những trường hợp mà hy hữu nó bị hỏng như thế này thì nhân viên kỹ thuật sẽ linh động bằng cách là dùng những cái modem mà khách hàng nợ cước hoặc là thanh lý gì đó sẽ thay thế cho các bạn để sử dụng tiếp nha, ổn định. Đó, các bạn thấy đèn vẫn lên đủ nha. Bây giờ mình tháo ra thử, mình tìm cách mình thử thay cái anten khác từ cái modem hư qua cái modem này để sử dụng thử được không bạn nha. Bây giờ tháo ra nha. Modem thì dưới này nó có 4 con ốc thôi, mình sẽ gỡ 4 cục mũ này ra để mình đổi thử xem mình có cách nào mình thay được cái modem, thay được cái anten này ha, khỏi phải gửi về phòng kỹ thuật. Tại vì modem mà trong tình trạng đang bị khan hiếm, lắp đặt nhiều quá bạn. Mạng VNPT hình như được thu hút nhiều khách hàng hay sao á, mà hiện tại lắp đặt rất là nhiều. Nên bạn nào muốn lắp mạng thì cứ gọi lên inbox cho mình hoặc là gọi tổng đài 800126 ha, cộng với mã vùng tỉnh ở phía trước. Ok, bây giờ modem thì mình sẽ mở phía sau này thì phải. Cũng lâu rồi không có mở ra. Để mình sẽ dùng một cái nhọn nhọn mình mở ra nha. Mình dùng cái này chắc nó bị mà hay đụng nhẹ là nó bị sút ra. Thử xem nha. Đó. Nó gỡ ra nó có mấy cái ngàm đây các bạn, có 2 ngàm đây, 2 ngàm này, ngàm này. Như là cái ngàm này nữa, tức là 3 cái ngàm, một ngàm trước và 2 ngàm sau. Gỡ không cẩn thận là nó bị gãy các bạn nha. Ngàm vẫn còn nguyên nè, phải biết cách gỡ. Đó, bên trong modem nó như thế này các bạn. Đây là mặt sau nè. Cái dây anten nó nằm đây nè bạn ha. Nếu mà thay được cái anten thì mình sẽ chấm hàng vô đây để mình thay cái anten này chắc được. Để mình tìm cách thử xem làm sao gắn được cái anten này. Anten này nó gãy cái đầu này luôn rồi. Nó có 2 ngóc bắt vô mà bị gãy, không biết làm thế nào đây. Đó. Bắt như thế này nó mới phát được, còn mà râu anten mà nó đứt như thế này đâu có phát sóng xa được các bạn sử dụng. Đó, đây là thương hiệu của VNPT nha bạn nhé. Modem này là VNPT sản xuất luôn chứ không phải là của đồ Trung Quốc đâu ha. VNPT này ha, SFP cắm vào đây nè. Tức là dây này dây tín hiệu quang nè. Đó, dây tín hiệu quang sẽ cắm vào đây và nó truyền vào đây. Hai 20 km, ghi thông tin là 20 km mà. Ok, bây giờ làm cách nào để hai cái anten này đây. Anten cái cọng dây này thì dễ rồi, cọng dây này thì chỉ cần tháo ra chấm hàn lại được. Nhưng mà cái anten này làm sao tháo ra ta? Chưa tháo lần nào hết, toàn là gửi về phòng kỹ thuật không à. Cây này thì mình nghĩ như thế này chắc cũng còn phát sóng được. Còn cái cây này nó bị gãy đứt dây luôn. Đứt dây thì gọi hồi chấm ấy là được. Nhưng mà cái đầu này không biết làm sao để hai, nó bị gãy bát rồi. Chưa bao giờ thử. Vãi thiệt. Thôi cái này để tìm cách sau, nghiên cứu thôi. Hôm nay làm clip vui vui, tháo ra xem thử thôi mà. không có hướng dẫn các bạn những cái hữu thực, những cái thao tác mà khắc phục cái wifi mà cho nó mạnh. Cái này phải biết điện tử thì mới biết đọc được cái này các bạn nha, đọc những cái thông số này, phải học về linh kiện điện tử. Lúc trước mình cũng có học mà lâu quá quên rồi, không có nhớ những cái thông số này, đọc không được. IC mạch gì tùm lum nhỏ li ti quá trời. Con này là xử lý, bộ xử lý chắc. Nếu mà trong máy tính nó gọi là CPU, nhưng mà đối với cái bo mạch này không biết có được thể được gọi là CPU không, cái này mình cũng không rành. Thôi cái chuyện này thì để tính sau đi. Bây giờ nghiên cứu tháo cái modem này, tháo cái anten này ra. Gãi à. Đây, này để mai đi bạn, tối rồi. Tính sau đi. Clip này thì hôm nay mình tự rảnh mình gỡ cái modem ra xem thử nó bị gãy hư có thể khắc phục được không. Không có gì chia sẻ các bạn nhiều. Rồi. Kết thúc video ở đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở sau. Hy vọng là mình đi làm quay được cái clip nào đó vui cho các bạn xem. Chứ mà quay vài những cái cảnh mà khắc phục wifi yếu hay gì đó nó nhàm chán quá bạn ha. Rồi, xin kết thúc video ở đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.